Pipa pipa, chị Bi đã xin chào tất cả các bé nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lựa chọn trang phục đi học cho ba cô công chúa Elsa, Anna và công chúa tóc mây nhé. Đầu tiên thì chị Bi đã sẽ chọn kiểu tóc cho công chúa Elsa. Hai chân xõa qua một bên hoặc với cao như thế này, tích đứng qua một bên như thế này. Riêng chị Bi đã thì chị Bi đã sẽ chọn kiểu tóc như thế này cho công chúa Elsa nhé. Mái tóc huyền thoại luôn. Và chúng ta có thể chọn một cặp mắt kính màu đen như thế này, hoặc là một chiếc vương miện, hoặc là chiếc mắt kính tim màu tím này. Riêng chị Bi đã thì chị Bi đã sẽ không chọn gì nha. Và tiếp theo thì chúng ta có thể lựa chọn trang phục. Đây là kiểu áo thứ nhất. Kiểu áo thứ hai rất là mát mẻ phải không nào. Kiểu áo thứ ba rất là nổi bật. Chọn kiểu màu đỏ này. Ở đây là màu váy. Có rất là nhiều màu váy và nhiều kiểu váy cho chúng ta lựa chọn luôn. Hồi đi chị Bi đỏ sẽ chọn kiểu váy màu đỏ này nha. Bây giờ thì chị Bi đỏ sẽ chọn lại kiểu áo khác luôn. Wow, có vẻ thì chị Bi đỏ sẽ chọn kiểu áo và kiểu váy như thế này. Tiếp theo thì chị Bi đỏ sẽ chọn công chúa tóc mây và Anna. Chị đã sẽ chọn kiểu mắt kính này nhé. Và đây là kiểu tóc nha. Rất là nhiều kiểu tóc phải không nào. Rất là đẹp luôn. Riêng chị Bi đỏ thì sẽ kiểu chọn kiểu tóc như thế này cho công chúa tóc mây và công chúa Anna nhé. Và tiếp theo thì kiểu quần áo. Có rất là nhiều kiểu luôn. Các bé có thấy chưa nào? Wow, rất là đẹp phải không nào? Rất là chiếc nơ, rất là dễ thương. Chị Bi đỏ sẽ chọn kiểu này. Đây là kiểu váy và cũng như là kiểu dài luôn. Chị Bi đỏ sẽ chọn màu kiểu váy như thế này cho công chúa Anna và công chúa tóc mây nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem nào. Disneyland của chúng ta đây, Elsa, Anna và công chúa tóc mây với trang phục đi học, các bé cảm thấy có đẹp không nào? Hãy comment cho chị Bi đỏ biết ý kiến với nha. Và các bé ơi, video của chị Bi đỏ đã hết rồi, các bé có thể ủng hộ video này bằng một cú thích ở phía dưới nha. Và chúng ta có thể nhấn vào nút màu đỏ đăng ký ở phía dưới để theo dõi những video tiếp theo của chị Bi đỏ nha. Và bây giờ thì chị Bi đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé.